Jai Na Phật Tử Bồ Bhagava Bhagava từ bỏ tham sân si, ngài không còn lậu hoặc ác pháp được tận trừ. Thế Tôn xưng tên gọi. Thì một trong những cái tên mà người ta thường để thường thường để xưng hô và thường khi mà giao tiếp với Đức Thế Tôn thì người ta thường kính bạch Đức Thế Tôn, thì giống như là một cái danh hiệu của ngài, cái danh hiệu của ngài Thế Tôn. Mà cái tên này thì không phải do cha mẹ đặt, không phải là do ai đặt cho, mà cái tên này đây là từ những cái công đức, từ những cái đức hạnh, từ những cái trí tuệ giác ngộ của ngài. Ngài xứng đáng, ngài có những cái ý nghĩa như vậy, xứng đáng được mọi người tôn xưng là một bậc Bhagavan Thế Tôn. Ý nghĩa thứ nhất là từ bỏ tham sân si, không còn những phiền não, không còn tất cả những cái ác pháp bất thiện, cho nên ngài xứng đáng với tên gọi là Thế Tôn. Thế Tôn có nghĩa thứ hai, nó là sự may mắn và hạnh phúc. Ngài là bậc may mắn hạnh phúc, được thể hiện bằng thân đủ trăm công đức. Đây là những cái công đức của ngài, có 32 tướng tốt, 87 điểm, không có các lỗi lầm. Thân hạnh phúc được người thế gian tin cậy, sự từ bỏ lỗi lầm, được tin cậy của người xuất gia. Đấy là cái nghĩa thứ hai của cái từ Bhagavan Bhagavata, sự may mắn hạnh phúc. Đức Phật là bậc thừa hưởng tốt nhất những nghiệp quả công đức đã làm trước đây. Nên là Thế Tôn cũng có cái nghĩa là một cái người thừa tự. Cái ý nghĩa của cái từ Thế Tôn là một cái bậc thừa tự, tức là thừa hưởng những cái thiện nghiệp mà đã làm trước đây, cho nên gọi là Thế Tôn. Thì để trở thành một vị Phật thì vị đó đã từng phát nguyện ở trong tâm là 9 A Tăng Kỳ Kiếp, thời kỳ phát nguyện ra thành đời là 7 A Tăng Kỳ Kiếp, và trải qua hai thời kỳ này một vị Bồ Tát được gọi là Bồ Tát Bất Định, tức là vị ấy đã trải qua cái thời gian tu Bồ Tát hạnh. Mà ở cái thời kỳ phát nguyện thầm ở trong tâm và cái thời kỳ phát nguyện ra thành lời thì những cái thời kỳ đấy nó vẫn chưa phải là Bồ Tát cố định, tức là bị Bồ Tát đấy còn có thể bị thoái nuôn, còn có thể bị thoái chuyển. Giống như Đề Bà Đạt Đa trước kia cũng đã từng phát nguyện thành Phật Chánh Đẳng Giác, nhưng mà trong cái quá trình thực hành Bồ Tát đạo lại có nhiều cái hiềm thù với vị Bồ Tát nên tạo những cái ác nghiệp, và sau đó cái phát nguyện thành Phật Chánh Đẳng Giác nó bị thoái chuyển, nó bị thoái thất, và sau này mình đã trở thành Phật Độc Giác chứ không thể trở thành Phật Toàn Giác. Thì Đức Phật cũng trải qua những cái quá trình tu Bồ Tát hạnh như vậy, cho nên cái công đức này tích lũy nó rất là rộng lớn, nó rất là sâu dày. Từ khi trở thành, từ khi được một vị Phật thọ ký, vị Bồ Tát vẫn phải tích lũy các ba la mật ở ba mức độ hạnh trí tuệ, thì một vị Bồ Tát phải tu 4 A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp. Hạnh đức tin thì một vị Bồ Tát sẽ tu 8 A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp. Hạnh tinh tấn thì vị Bồ Tát sẽ tu thêm 16 A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp nữa. Tức là từ khi được một vị Phật thọ ký cho thì một vị Bồ Tát đấy mới gọi là Bồ Tát cố định. Một vị Bồ Tát đấy được gọi là Bồ Tát thành tị, tức là từ lúc đấy vị đó thực sự trở thành Bồ Tát chỉ từ khi mà được một vị Phật thọ ký, như là Phật Nhiên Đăng đã xoa đầu thọ ký cho một cái vị Bồ Tát Sumedha trong 4 A Tăng Kỳ Kiếp và 100.000 đại kiếp sau sẽ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Thì cái lúc đấy cái vị này từ cái kiếp đấy trở đi thì sẽ trở thành Bồ Tát. Bồ Tát lúc đấy là Bồ Tát thành tị sau khi được thọ ký, được xác nhận. Khi vị Bồ Tát thành tị mà đi thì vị đấy sẽ chỉ mang thân người nam, không bao giờ, không có kiếp nào sinh ra mang thân người nữ đâu, chỉ mang thân người nam thôi. Nên mặc dù vị đó vẫn phải tái sinh ở trong các cái cõi dục giới, sắc giới, vị đó sẽ
nếu như có sinh về những cái cõi trời sắc giới thì vì nó cũng không ít khi sống hết tuổi thọ, ở các cái cõi trời mà có tuổi thọ dài thì nó cũng sẽ chỉ sống một thời gian nào đấy rồi lại sinh xuống làm người để tích lũy các ba la mật. Một vị Bồ Tát khi được thọ ký trở thành Bồ Tát rồi, nếu thì vị đấy vẫn còn là một phàm phu, vẫn còn tham sân si, mặc dù là cái tâm hướng thiện rất là mạnh nhưng đôi khi vẫn làm việc ác. Và vì vậy cho nên một vị Bồ Tát đôi khi vẫn phải đọa vào địa ngục, đó là cái chuyện cũng không tránh khỏi, vẫn phải đọa làm súc sinh. Khi làm súc sinh vị ấy có thể là một cái loài to nhất thì cũng không to hơn con voi, làm cái loài nhỏ nhất thì cũng không nhỏ hơn con chim cút. Nhưng đặc biệt một vị Bồ Tát không bao giờ sinh làm ngã quỷ, bởi vì một vị Bồ Tát có cái tâm xả ly rất là mạnh, không bao giờ có cái dính mắc lớn để về sinh làm ngã quỷ. Có thể sinh làm địa ngục súc sinh thì có, sinh làm cõi trời, cõi người, cõi trời dục giới, sắc giới thì có. Đây là cái ý nghĩa của Thế Tôn. Và cái nghĩa thứ hai là Arahato, Arahant, Namo, cũng cùng chánh. Cái này là Arahant. Arahant có những cái ý nghĩa của vị Arahant này. Araham, Araham ứng cúng. Arahant có năm nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, vì Ngài xa lìa tất cả phiền não và các tiện thiên tật nên Ngài xứng đáng được cúng dường Araham. Thì cái nghĩa A-la-hán khi Ngài trở thành một vị Phật thì Ngài cũng là một vị A-la-hán. Ngài là Phật nhưng Ngài cũng là A-la-hán. Ngài A-la-hán của Ngài là đi kèm với lại trí tuệ toàn giác. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên cũng là A-la-hán. Nhưng mà các Ngài đấy là đi kèm với cái trí tuệ của Bậc Thượng Thủ Thánh Văn. Như Ngài Mục Ca Diếp, Ngài A-la-hán thì cũng là những Bậc A-la-hán. Đi kèm với Tam Minh Mục Thông, tứ tuệ phân tích là những bậc đại thanh văn. Còn có những vị A-la-hán chỉ có Tam Minh Mục Thông mà không có tứ tuệ phân tích. Có những vị A-la-hán chỉ có Tam Minh mà không có Mục Thông và tứ tuệ phân tích. Một vị A-la-hán thì cái thấp nhất cũng, một vị A-la-hán tầm thường nhất cũng có được Tam Minh và có được Tam Minh. Nếu như vị đó không thực hành thiền định thì vị đó chỉ có Tam Minh. Một vị A-la-hán mà có thực hành thiền định thì có thể có thêm lục thông và tứ tuệ phân tích. Tứ tuệ lục thông và tứ tuệ phân tích có ở một cái vị A-la-hán nào mà có thực hành cả hai thiền chỉ và thiền quán. Một vị mà chỉ có thuần quán thì chỉ có Tam Minh, không có lục thông, không có tứ tuệ phân tích. A-la-hán của một vị Phật thì là đi với trí tuệ toàn giác, có đầy đủ Tam Minh, lục thông, tứ tuệ phân tích. Và các cái tuệ của Ngài thì có thập lực, có 10 cái trí tuệ lực. Ngài được gọi là bậc ứng cúng vì xa lìa phiền não và các tiền khiên tật. Phiền não là hết sạch tham sân si, còn tiền khiên tật là những thói quen xấu. Và tất cả những cái tập khí mà ở trong quá khứ nó cũng hết sạch, nó không còn nữa. Còn nơi một vị A-la-hán vẫn còn những cái tập khí. Một vị A-la-hán mặc dù đã hết tham sân si rồi nhưng mà đôi khi những cái tập khí ở trong những cái kiếp quá khứ ấy, nó vẫn thỉnh thoảng nó vẫn sinh ra. Đôi khi thỉnh thoảng vị đó vẫn nói những cái câu mà nó giống như là một cái người còn phiền não ấy. Ví dụ như có một vị A-la-hán thì thỉnh thoảng khi mà nói chuyện với người khác, vị ấy vẫn cứ gọi những cái người khác là cái người đê tiện, cái đồ đê tiện kia, cái người đê tiện kia. Thì mọi người cứ nghĩ là vị này còn phiền não nên là có cái tâm mà kiêu ngạo, khinh thường người khác. Khi Đức Phật xác chứng thì vị đó là A-la-hán, nhưng đó là cái tiện khiên tật do những cái đời trước thường sinh là Bà La Môn và hay dùng cái câu đó, nhưng bây giờ hay nói cái câu đấy. Mà đến Ngài Xá Lợi Phất vẫn còn một chút tiện khiên tật, đó là kinh toàn khi Ngài đi khất thực, đi qua những cái chỗ mà nó có những cái vũng nước hay là có những cái hố nước ấy. Có thể Ngài thường hay có cái thói là nhảy qua đấy. Thì Đức Phật nói đấy là một cái tật do có 500 kiếp làm khỉ nên là Ngài hay chạy nhảy nó quen. Thì tất cả các vị A-la-hán cũng vậy, đều có những cái kiếp thiên tật, chỉ ngoại trừ mỗi Đức Phật là hết sạch.
ngài không còn bất cứ một cái tật nào hết, cho nên ngài có cái ân đức thứ nhất là xa lìa tất cả phiền não và các tật xấu tiền kiến tật, nên ngài xứng đáng được cúng dường A-la-hán. Ý nghĩa thứ hai của A-la-hán là vì ngài cắt đứt tất cả cấu uế bằng gương thánh đạo A-la-hán nên ngài xứng đáng được cúng dường A-la-hán. Tất cả A-la-hán đạo diệt trừ tất cả những cấu uế ngủ ngầm ở trong tâm, không còn những cái cấu uế nào trong tâm nữa. Cái ý nghĩa thứ ba là ngài đã phá vỡ được bánh xe luân hồi mà bắt đầu là vô minh và tham ái, nên ngài là bậc xứng đáng được cúng dường A-la-hán. Vô minh là hành thức danh sắc lục nhập, 12 cái bánh xe luân hồi, đây là cái mắc xích luân hồi. Mà một cái vị Phật chánh đẳng giác là cái người tự mình tìm ra cái con đường này. Một vị Phật chánh đẳng giác không có người, không có vị thầy là chỉ dẫn, vị đó tự khám phá, tự tìm ra cái con đường đi đến cắt đứt được cái bánh xe luân hồi. Và sau khi một vị Phật chánh đẳng giác ngài tự tìm ra được con đường này, ngài có thể dạy cho người khác biết cái cách cắt đứt được cái bánh xe luân hồi này. Còn một vị Phật độc giác cũng có thể cắt đứt được cái bánh xe luân hồi, nhưng lại không có cái trí tuệ để giảng dạy cho người khác làm được cái việc đó. Một vị Phật độc giác cũng có cái trí tuệ giác ngộ như vậy, nhưng mà ngài không có dùng cái trí để chế định, ngài không biết dùng những cái ngôn ngữ chế định để mà diễn đạt những cái pháp siêu thế, mà không diễn đạt được cái pháp siêu thế cho người khác hiểu. Vì vậy cho nên không dạy được người khác tu tập. Còn một vị Phật chánh đẳng giác thì là dùng được những cái ngôn ngữ chế định để mà diễn đạt những pháp chân đế, là diễn đạt ra được các danh sắc, là chỉ rõ được danh sắc và các cái nhân sinh ra danh sắc, đó là các cái pháp duyên khởi. Cho nên là mọi người có thể nghe được pháp và có thể thực hành được pháp, đó là cái khả năng duy đặc biệt của một vị Phật chánh đẳng giác. Vô minh tham ái là bánh xe, các hành còn lại là căm xe, già chết là bánh xe, thì gọi là bánh xe luân hồi. Bánh xe ngày nào còn vô minh tham ái thì ngày đấy cái bánh xe luân hồi nó còn vận chuyển, nó còn quay. Ngày nào còn các hành còn lại, tức là vô minh thức danh sắc lục nhập xúc thu ái thủ hữu sinh, thì đấy là những cái căm xe. Những cái căm xe thì ngày nào còn có những cái căm xe đấy thì bánh xe còn quay, còn già chết là cái bánh xe. Cho nên người ta thường có cái bản đồ về cái bánh xe luân hồi theo cái hình tròn để diễn tả cái vòng luân hồi của chúng sinh. Bánh xe luân hồi này quay từ vô thủy cho đến nay mới được phá hủy bằng sự diệt trừ vô minh tham ái vào ngày Đức Thế Tôn thành đạo vị quân Bồ Đề. Đức Thế Tôn thành đạo ngày diệt trừ được cái bánh xe luân hồi. Vì giới định tuệ của Đức Phật không ai sánh bằng, nên Đức Phật được các hàng phạm thiên và chư thiên nhân loại vô cùng cung kính cúng dường A-la-hán. Giới định tuệ của Đức Phật không ai sánh bằng. Cái giới của Đức Phật không ai sánh bằng, đó là ngài không có một nỗi lầm nào, còn không có ai có được cái giới hạnh cao thượng như vậy. Định của Đức Phật không ai sánh bằng, đó là ngài có thể một lúc thể hiện được hai thứ thần thông. Cái mức độ cao nhất của thiền định đó là có thể phát triển được những năng lực thần thông. Những vị A-la-hán dù là cao thượng nhất như ngài Mục Kiền Liên cũng có thể cũng chỉ một lần chỉ thể hiện được một loại thần thông thôi, chứ không thể một lúc mà thi triển được hai loại thần thông khác nhau. Như là Đức Phật có thể một lúc trên thì phun ra lửa, dưới phun ra nước. Thì ở đây là không phải là cái tâm của chúng sinh, tâm của tất cả mọi người thì nó chỉ bắt được một đối tượng. Tức là nếu nó bắt được vào nước thì không bắt vào lửa, bắt vào lửa không bắt vào nước. Giống như một người nhập thiền mỗi một lúc chỉ nhập được vào một casina, không thể nhập được hai casina. Một người mà muốn tạo ra lửa và nước thì lúc ấy bị nó nhập cả vào nước và lửa, hai cái miếng sứ này. Sau đó mới dùng cái quyết định của mình, dùng cái năng lực như ý túc của mình để biến ra lửa và nước. Nhưng mà Đức Phật thì có cái tâm rất là nhạy bén, có thể
vừa bắt vào lửa vừa bắt vào nước, nhưng mà vì cái sự song thông của Đức Phật, cái Đức Phật có thể dùng được song thông, bởi vì cái tâm của ngài rất là nhanh, ngài bắt vào lửa xong là ngài bắt vào nước, bắt vào lửa, bắt vào nước liên tục rất là nhanh như vậy, cho nên là một lúc ngài có thể để thực hiện được song thông, được hai loại thần thông. Đấy là cái định, đấy là cái định cao cao nhất mà chỉ có Đức Phật mới có, không ai có được. Còn trí tuệ của Đức Phật không ai sánh bằng, đó là toàn giác trí. Cái trí tuệ của tất cả những vị khác là có giới hạn, còn trí tuệ của Đức Phật là vô hạn. Thì Đức Phật có ba cái đấy mà không ai bằng được, đó là giới không ai bằng được, định không ai bằng được, và tuệ không ai bằng được. Phạm Thiên Sambati cúng dường Đức Phật một chuỗi ngọc lớn như núi Tu Di, bởi vì ngài xứng đáng để cúng dường. Chư thiên cúng dường theo cách của chư thiên, nhân loại cúng dường theo cách của nhân loại. Vua Bimbisara, sư Kosala, vua Asoka, trưởng giả cấp cô độc, đấy là những vị đại thí chủ đã cúng dường đến Đức Phật. Thì cho đến bây giờ Đức Phật đã nhập Niết Bàn tới gần 3.000 năm rồi, nhưng mà người ta vẫn cúng dường Đức Phật những cái gì tốt đẹp nhất. Cái gì tốt đẹp nhất là phải cúng dường lên Đức Phật. Là ở khắp nơi người ta xây chùa để cúng Phật, người ta đắp tượng Phật để cúng dường Phật, tất cả những cái hương hoa, những cái gì đẹp nhất vẫn dâng lên cúng Phật. Bởi vì cái phúc đức, cái đức hạnh của Đức Phật, cái phước của Đức Phật đã làm nó lớn, cái phước nó lớn, nó tự động, nó bây giờ nó vẫn trổ quả. Mặc dù ngài đã nhập Niết Bàn rồi nhưng phước của ngài vẫn trổ quả, đó là ngài vẫn được mọi người cúng dường. Mọi người cúng dường, người ta có thể xây tất cả những nơi mà xây lên những ngôi chùa, đấy là để cúng dường Phật, đấy là cái phước của Phật là trổ, phước của Phật vẫn còn trổ, cho nên là nhân loại vẫn còn cúng dường Phật. Ngay khi ngài còn tại thế cũng vậy, chư thiên phạm thiên và nhân loại cúng dường ngài. Bây giờ ngài đã nhập Niết Bàn rồi nhưng mà khắp nơi vẫn cúng dường ngài. Nam, vì ngài không làm những việc xấu ác, dù ở nơi vắng vẻ kín đáo, nên ngài xứng đáng được nhận được sự cúng dường. Ngài dù ngài ở bất cứ đâu, ở chỗ đông hay là ở chỗ yên tĩnh một mình, thì ngài vẫn là một cái bậc trang nghiêm, vẫn là một cái bậc có giới hạnh, vẫn là một cái bậc có trí tuệ, cho nên ngài xứng đáng được cung kính cúng dường. Đó là đây là năm cái ý nghĩa của cái từ A-la-hán. Đến cái thứ ba là Sama-sambuddhassa. Đấy, Sama-sambuddhassa có nghĩa là đấng toàn tri diệu giác. Thì đấng toàn tri diệu giác có cái ý nghĩa là đấng toàn giác, hay là còn gọi là chánh đẳng chánh giác. Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác. Chánh đẳng chánh giác này, Sama-sambuddha, Sama-sambuddho, mà làm bút đô, ngài đã tự mình giác ngộ chân lý tối hậu, đấy gọi là chánh đẳng giác. Cái gì cần thắng chi đã được thắng chi, cái gì cần tu tập đã được tu tập, cái gì cần từ bỏ đã được từ bỏ, đấy gọi là chánh đẳng chánh giác. Thì ngài giác ngộ cái gì? Chánh đẳng chánh giác có nghĩa là ngài giác ngộ. Vậy thì ngài giác ngộ cái gì? Cái gì mà khi mà Đức Phật chưa giác ngộ thì những cái gì mà người ta không biết đến. Còn khi mà Đức Phật giác ngộ thì Đức Phật đã hiểu ra được cái gì, giác ngộ được cái gì, khai mở được cái gì, phát minh ra cái gì, mà ngài được gọi là một bậc chánh đẳng giác, gọi là bậc toàn giác, tức là một bậc có trí tuệ toàn hạn, một bậc có cái trí tuệ một cách toàn vẹn, một cách toàn diện, cái gì cũng biết, cái gì cũng thấy, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng tuệ trì được.
ở thế gian không có một cái chúng sinh nào có được cái trí tuệ mà cái gì cũng biết, cái gì cũng thấy, cái gì cũng hiểu, cái gì cũng có thể điều trị. Thì cái sự giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ những cái cần giác ngộ, những cái gì cần phải giác ngộ thì Đức Phật đã giác ngộ. Con mắt là chân lý về khổ, tham ái là nhân sinh ra nó, là chân lý về tập cực của khổ, cả hai không còn sinh nữa là chân lý về diệt khổ, hiểu rõ sự thật là chân lý về con đường thoát khổ. Đối với tai mũi lưỡi cũng như thế. Đấy, Đức Phật giác ngộ ra được cái khổ, cái gì là khổ, cái gì là nhân của khổ, cái gì là cái con đường diệt khổ và cái gì là con đường đi đến thoát khổ. Cái giác ngộ của Đức Phật là giác ngộ về cái sự khổ, khổ tập khổ diệt đạo, tức là khổ tập diệt đạo, bốn cái thánh đế, con mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu cái căn này. Đấy là chân lý về khổ, tức là ngày nào mà còn có cái thân này, còn có cái thân tâm này, ngày này còn khổ, còn có cái sinh ra thì còn phải chết đi, còn sinh thì có già, có bệnh, có chết. Cho nên là còn có cái hiện hữu này, còn hiện hữu cái thân là muộn này thì còn khổ. Ngày nào còn có tham ái dính mắc đối với cái thân năm muộn thì ngày đó thì là cái nhân sinh ra khổ, nó vẫn còn tham ái với năm muộn sắc thọ tưởng hành thức, đó là cái nhân, đó là cái nhân của khổ. Khi nào mà hết tham ái, cả hai không sinh nữa, tham ái và thân năm muộn không còn nữa, thì lúc đấy khổ mới chấm dứt. Khổ chỉ chấm dứt khi nào tham ái hết thì năm uẩn cũng hết, năm uẩn hết thì tham ái hết, cả hai không sinh nữa thì lúc đấy là niết đại bát niết bàn, hết khổ. Ngày nào hiểu ra được sự thật là chân lý về con đường thoát khổ, hiểu ra được cái con đường, hiểu ra được thế nào là khổ, thế nào là nhân sinh ra khổ, muốn diệt khổ thì cần phải làm gì, muốn diệt khổ thì cần phải tuệ chi sắc tập khởi, tuệ chi năm uẩn tập khởi, năm uẩn đoạn diệt, thì lúc đấy thì mới là con đường thoát khổ. Đức Phật tuệ chi sáu ngoại xứ khởi đầu là sắc, sáu ngoại xứ, sáu nội xứ, sáu thức xứ, sáu xúc xứ, sáu tưởng xứ, sáu thọ, sáu tư, sáu ái, sáu tầm, sáu tứ. Tại sao cái gì cũng sáu là làm sao? Sáu ngoại xứ là cái gì? Khởi đầu là sắc, sắc là cái gì? Thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đấy là sáu ngoại xứ ấy, sáu cái cảnh trần ở bên ngoài. Tất cả là sáu ngoại xứ, còn sáu nội xứ là cái gì? Cái bên trong, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sáu nội xứ thì nó bắt đầu bằng mắt. Sáu thức xứ thì nó bắt đầu bằng cái gì? Nhãn thức, nhĩ thức, thị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Còn sáu xúc xứ là cái gì? Nhãn xúc, nhĩ xúc, thị xúc, thiệt thức, thân thức, ý xúc, nhãn xúc cho nên là ý xúc. Thì cái gì nó cũng khởi đầu bằng từ mắt. Xúc tức là bên con mắt với cái cảnh trần nó tiếp xúc, thức với này cái cảnh trần với con mắt nó tiếp xúc, ba cái đấy nó gặp nhau thì nó tạo ra cái sự xúc chạm, cái tâm mà nó xúc chạm đấy được gọi là xúc. Còn sáu tưởng là cái gì? Sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, vị tưởng, xúc tưởng và pháp tưởng, sáu cái tưởng này. Thì cái tâm mình bây giờ nó tưởng thì nó chỉ tưởng đến những cái đấy mà thôi, chứ nó chẳng tưởng đến cái gì khác. Mỗi khi mà mình nhớ đến một cái gì đó thì nó nhớ đến một cái hình sắc, hoặc là nhớ đến âm thanh, hoặc là nhớ đến mùi hương, hoặc là nhớ đến vị, hoặc là nhớ đến xúc chạm, hoặc là nó nhớ đến những cái tư tưởng mà trong tâm nó nghĩ ra. Đấy được gọi là sáu tưởng. Sáu thọ. Sáu thọ là gì? Có sáu thọ.
thọ do nhãn xúc sinh, tức là thọ do con mắt nó tiếp xúc với cảnh trần nó sinh ra cảm thọ. Thọ do nhĩ xúc sinh là tai tiếp xúc với âm thanh sinh ra cảm thọ. Thọ do tỷ xúc sinh, thọ do thiệt xúc sinh, thọ do thân xúc sinh, thọ do ý xúc sinh. Sáu căn sáu trần mà tiếp xúc, sáu căn khi tiếp xúc với sáu trần thì sinh ra sáu thọ, thì nó sẽ kết nối cảm thọ. Những cái pháp này mà khi mà Đức Phật chưa giác ngộ thì có ai giải thích được, có ai phát minh, có ai hiểu được. Đấy là những cái trí tuệ của Đức Phật thấy được cái điều đó, phân tích được cái điều này. Chỉ có trí tuệ của Phật toàn giác mới phân tích được. Sáu thọ, sáu tư. Sáu tư, tư tức là cái hành động. Tư tức là cái tâm mà nó, cái tâm mà nó tạm nghiệp. Nó tạm nghiệp. Tư, sắc tư. Sắc tư tức là bây giờ mình nhìn thấy một cái cảnh sắc, rồi là mình khởi lên cái ý nghĩ thiện hay bất thiện, thì nó sẽ tạo thành cái nghiệp thiện hay bất thiện. Mình như ni tác ý, mình tác ý thiện thì nó là cái tâm thiện, tác ý bất thiện lại là cái mình để lại cái nghiệp bất thiện. Tư có nghĩa là tạo nghiệp. Nó có sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư, pháp tư. Thì khi mà mình tạo nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, nó cũng ở sáu căn sáu trần này. Mình đối với cái cảnh trần ở bên ngoài mình, nếu như mà mình có cái tâm sân với cái cảnh trần đấy, thì lúc đấy nó sẽ tạo cái nghiệp sân. Mình có tham ái dính mắc với cảnh trần đấy, thì nó cũng tạo ra cái nghiệp tham ái dính mắc. Mình có cái tâm dửng dưng tự tại hay là có cái hiểu biết đúng sự thật về cảnh trần đấy, thì nó cũng tạo ra những cái thiện nghiệp. Thì đấy là sáu tư, nó khi mà mình tạo nghiệp nó cũng từ sáu căn sáu trần này mà nó tạo ra nghiệp thiện hay bất thiện. Nên sáu tư, sáu ái. Nhưng bây giờ mình tham ái, nó tham ái với cái gì? Ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc, ái pháp. Khi mà mình ưa thích tham ái với cái gì nó cũng thế thôi. Cũng tham ái với cái sáu căn, nó tham ái với sáu cảnh trần. Cho nên nó có sáu mắt ái. Sáu tầm. Tầm là cái gì? Tầm tư. Tầm có nghĩa là tầm tư. Tầm có nghĩa là tầm mà là tầm có nghĩa là hướng đến đối tượng tư duy. Tầm này có nghĩa là tư duy. Mình tư thường thường mình hay tư duy cái gì? Tư duy về sắc, tư duy về thanh, tư duy về hương, tư duy về vị, tư duy về xúc và tư duy về pháp. Đấy được gọi là sáu tầm, sáu tứ. Tứ có nghĩa là mình bám sát, dính mắc vào sắc, dính mắc vào thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tư là bám, tứ là bám sát, dính mắc với đối tượng. Thì đấy là sáu cái nội xứ, sáu ngoại xứ, sáu thức xứ, xúc xứ, tưởng xứ, thọ xứ, tư xứ, ái xứ, tầm xứ, tứ xứ, tầm tứ, tầm. Đấy là những cái tầm với cái ngoại cảnh bên ngoài. Đức Phật đã giác ngộ ra năm uẩn, khởi đầu là sắc uẩn. Năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Với năm uẩn thì khởi đầu từ sắc uẩn mà đi. Những người nào muốn phân tích năm uẩn cũng phải phân tích từ cái sắc uẩn, sau đó mới đến thọ tưởng hành thức. Mười ca si ná khởi đầu là ca si ná đất. Trong mười ca si ná để mà tu tập thiền định thì cái ca si ná đất là nền tảng đầu tiên. Mười niệm khởi đầu là niệm Phật. Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm giới, niệm ý, niệm thiền, niệm chữ chén, niệm niết bàn, niệm Phật thực. Rồi, trong những cái niệm đấy thì niệm Phật đầu tiên 32 thân phận thì khởi đầu là tóc. Ai quán 32 thân phận thì phải quán tóc đầu tiên. Kết thúc cho đến nước tiểu là cuối cùng. 12 xứ thì khởi đầu là nhãn xứ. 18 giới thì khởi đầu là nhãn giới. 9 hữu tình khư thì khởi đầu là dục hữu. Khởi đầu là cái cõi dục. 4 thiền thì khởi đầu là sơ thiền. Ai mà muốn vào đến tứ thiền phải đi qua sơ thiền trước. 4 vô lượng tâm khởi đầu là từ tâm. 4 vô lượng từ bi hỷ xả. Thì đến tâm từ phải tâm tiên, ai phải hành tâm từ trước, đến tâm bi, đến tâm hỷ, đến tâm xả.
bốn vô sắc là khởi đầu là không vô biên xứ, hạnh đến bốn thiện vô sắc bắt đầu là từ thiện không vô biên xứ. 12 nhân duyên khởi đầu là vô minh. Đức Thế Tôn đã tự đạt đến sự giác ngộ chân lý của các pháp nên ngài là bậc chánh đẳng chánh giác. Thì tất cả những cái pháp này khi mà một vị Phật chánh đẳng giác chưa ra đời là không có ai được học hết, không ai biết đến năm uẩn là gì hết. 10 ca si đá thì lúc Đức Phật chưa ra đời thì người ta có tu 8 ca si đá thôi. Đất nước lửa gió đen vàng bạc trắng, Đức Phật chế thêm được cái ánh sáng hư không đấy. Đức Phật đấy là bên về cái thiền định. Thì trước kia Đức Phật chưa ra đời thì có 8 ca si đá, sau khi Đức Phật bổ túc thêm 2 ca si đá nữa là 10. Còn tất cả những cái còn lại là chỉ có trong giáo pháp của Đức Phật 10 niệm. Từ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Tí, niệm Thiên, niệm Tử Thi, niệm Tứ Đại, niệm Chết. Nên thì những cái pháp đấy là chỉ có từ khi mà Đức Phật giảng dạy mới có, chỉ có trong giáo pháp của đạo Phật, ngoại đạo không có, trước Phật không có, sau Phật không có, chỉ có trong thời kỳ mà còn chánh pháp. 32 thân phần, 12 xứ, 18 giới, tất cả những cái pháp tu tập này là cái pháp tu tập, là cái sự giác ngộ của Đức Phật, là cái trí tuệ giác ngộ của Đức Phật mà có những cái pháp môn này. Cho nên ngài được gọi là bậc đấy, bởi vì ngài giác ngộ ra những cái pháp thâm sâu, những cái pháp cao siêu, những cái pháp mà có thể tu tập đi đến giải thoát sinh tử, những cái chân lý, những cái sự giác ngộ đấy. Cho nên ngài là bậc chánh đẳng chánh giác, đấy là cái ý nghĩa của cái câu Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hết cái phần này, bắt đầu vào với bài kinh. Alekacati samsaram sagavisangani bisanga karaga vesanto dukacati puna punam. Ini bài. Kakarakani tosi puna gaham nakasi sapate pasuka bagagaham utang wisanghatam wisanghalangga tang citang tanjalang kajamajangga. Nên là cái bài kệ mà Đức kệ, cái bài kệ mà Đức Phật cái lúc mẹ mới thành đạo, ngài đã cảm hứng và nói nên cái bài kệ này, cho nên được gọi là kệ khải hoàn. Kệ khải hoàn là cái giống như là cái ca khúc khải hoàn sau khi chiến thắng ấy. Sau khi người ta chiến thắng, người ta hát vang lên một cái bài ca khúc chiến thắng. Ngài vừa mới chiến thắng cái giặc phiền não vô minh, chiến thắng cái giặc sinh tử, chiến thắng được cái tái sinh, chiến thắng được tất cả những cái khổ đau sinh tử. Cho nên là cái, và đây là bài kệ đầu tiên ngài cất lên, cho nên gọi là bài kệ khải hoàn. Còn những cái nguyên nhân vua ông đi đánh trận về thì ông gọi là nâng chén khải hoàn, uống rượu để nâng cao cái ca khúc khải hoàn. Đức Phật thì nói lên một bài kệ khải hoàn. Luôn hồi bao kiếp sống tìm người làm nhà này, tìm mãi mà không gặp, tái sinh hoài khổ thay. Này hỡi người thợ kia, ngươi bị nhận diện rồi, nhà xây sao được nữa, rường cột ngươi bị gãy, đuôi mè đã tiêu vong, tâm ta chứng vô vi, mọi thả lái diệt tận. Cái bài kệ. Luôn hồi bao kiếp sống tìm người làm nhà này, tìm mãi mà không gặp, tái sinh hoài khổ thay. Thì luôn hồi bao kiếp sống rồi đi tìm, Phật đi tìm cái nguyên nhân sinh ra sinh tử, để làm ra xây dựng nên cái sinh tử này là cái gì mà đi tìm mãi mà không thấy. Ngày nào mà chưa tìm thấy ra được cái nhân ấy thì nó cứ còn sinh tử hoài, còn sinh tử hoài. Thì đến bây giờ Đức Phật mới tìm được, bây giờ ngài mới tìm được. Này hỡi người thợ kia, ngươi bị nhận diện rồi, nhà xây sao được nữa. Bây giờ mới tìm được cá nhân sinh ra cái luân hồi này, và Đức Phật mới phá vỡ được nó. Còn cái người thợ xây nhà nó còn ấy, thì mình có phá xong nó lại xây cái nhà khác, phá xong rồi xây cái nhà khác. Nên bây giờ phải tìm được cái người mà nó đi xây nhà này, diệt nó đi thì nhà này thì phá một lần là xong, diệt được một cái người xây nhà này là xong hết, đuôi mè sẽ tiêu vong hết. Thì cái người xây nhà đấy chính là cái vòng luân hồi, chính là cái mắc xích sinh tử vô minh. Bây giờ là luân hồi là gì,
luân hồi bao kiếp sống, vậy luân hồi là cái gì? Và thế gian không phải là ai người ta cũng tin là có thuyết luân hồi. Có người người ta không tin là có thuyết luân hồi, người ta có người thì người ta quan niệm chết rồi là hết, có người thì bảo chết rồi thì có một là sinh về cõi địa ngục, hai là sinh về thiên đàng, có hai con đường đấy. Còn có người thì bảo sống sao chết vậy, chết rồi cũng có một cái cõi sống giống như ở trần gian. Người ta không có hiểu nó có cái luân hồi, người ta vô minh không hiểu được luân hồi là gì. Luân hồi là cái dòng sinh tử liên tục từ kiếp này sang kiếp khác. Đấy là cái dòng sinh tử liên tục, mình cứ chết rồi xong rồi nó lại đi tái sinh, chết rồi nó lại đi tái sinh từ đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp khác. Mỗi chúng sinh rồi lại phải chết đi, mỗi chúng sinh rồi lại phải chết đi. Khi chết là thời điểm bắt đầu tái sinh ra một kiếp sống mới, cứ luân chuyển như vậy nên gọi là luân hồi. Thế là luân hồi này chết rồi là sẽ đi luân hồi. Nếu như ai mà thường có cái tư duy về luân hồi này thì mới cảm thấy nó nhàm chán. Nếu mà cái người nào mà không có cái ý thức, không có cái tư duy về luân hồi thì thấy cái kiếp sống này là lâu dài và thích thưởng thụ và sinh ra cái tâm rảnh rỗi lười biếng này, là ham những cái vui tầm thường ở thế gian, chạy theo những cái danh lợi, những cái ngoại cảnh ở bên ngoài, tìm những cái niềm vui ở cái ngoại cảnh bên ngoài do không có cái tâm tư duy về luân hồi. Còn cái người mà có cái tâm tư duy về luân hồi thì thấy nó gấp rút, thấy nó kinh cảm, thấy nó ớn lạnh, thấy nó nhàm chán. Khi mà biết được cái luân hồi nó quá dài, thấy nó mệt mỏi. Chúng sinh mà không, tại vì không có thấy nên là không thấy, không có nhìn lại, giống như là một cái người mình leo lên trên cao, mình cứ cắm đầu cắm cổ leo lên thì không biết ở dưới nó có một cái hố sâu bất tận, mà mình đang leo lên một cái độ thật cao, mình nhìn xuống ở dưới mình là một cái vực thẳm bất tận thì mình cảm thấy nó kinh cảm, thấy nó rùng mình, thấy nó ớn lạnh, thấy nó ghê sợ, thấy nó gai người đấy. Chẳng ngày mình rơi xuống đây rồi mình tan xương nát thịt. Thì cái người ở trong luân hồi cũng vậy, người ta không có nhìn lại cái dòng luân hồi thì người ta vẫn cứ thích thú, người ta cứ chạy theo cái cuộc sống hàng ngày. Nhưng cái người nào mà biết để cái tâm quan sát, quan sát lại cái dòng luân hồi thì thấy nó kinh cảm, thấy nó ghê sợ, thấy nó đầy rẫy những nguy hiểm, thấy nó nhàm chán, không còn ưa thích những cái niềm vui nào mà giả tạm ở thế gian nữa. Vì cái vực sâu của sinh tử nó, mình đang đứng ngay ở trước miệng, trước cái cửa hố sinh tử nó rất là sâu thẳm, không nhìn thấy đáy đâu. Nguy hiểm như vậy thì còn cái tâm trí nào nữa mà ham chơi. Cho nên là cái người đấy sẽ tìm cái cách chạy thoát ra khỏi luân hồi để hiểu được cái giao lý luân hồi này sẽ giúp cho rất nhiều người giải thoát được nó. Khi chết là đi tái sinh sang kiếp sống mới. Kiếp sống mới đó là ở đâu và cuộc sống sẽ như thế nào? Đấy, nhiều người người ta sẽ đặt câu hỏi như thế. Tái sinh kiếp sống mới thì sinh về đâu? Tôi có một kiếp sống mới thì sinh về đâu? Cuộc sống mới như thế nào? Bây giờ mình muốn chuyển đến một nơi ở mới thì mình cũng sẽ rất là muốn biết là sắp sửa mình được chuyển đến nơi ở nào, mình sống ở trong môi trường đấy như thế nào. Thế nhưng mà mình sắp sửa có một cái thân mới, sắp sửa có một cái cõi sống mới, sắp sửa có một cuộc sống mới, một đời sống mới, nó thay đổi toàn diện, nó thay đổi toàn phần. Thay đổi toàn phần luôn. Vậy thì lúc đấy mình sẽ như thế nào? Thì thường thường ai cũng muốn tò mò, muốn biết về cái tương lai của mình. Thì tùy thuộc vào những cái hành động thiện ác và cái trạng thái tâm thức cao thượng hay thấp kém của mỗi chúng sinh mà sinh về các cõi sống có cao thấp khác nhau. Sinh về các cõi sống khác nhau thì bây giờ chỉ có quan sát những cái hành động và những cái tâm thức của mình thì sẽ biết được cái đời sống tương lai của mình như thế nào. Chúng sinh thường làm những việc thiện, lành thiện như bố thí, cung kính, giữ giới, phục vụ, hành thiền, có chánh kiến thì khi chết sinh về cõi lành, còn ngược lại thì sinh về cái cõi dục lợi, như sinh lại làm người hoặc sinh về các cõi trời dục lợi. Nếu mà có những hành động thiện
có những hành động thiện nhưng đi kèm với lại cái có cái chánh kiến. Chứ bây giờ có mà nhiều người tôi vẫn làm thiện đấy thôi, nhưng mà nếu như mình có làm thiện đấy nhưng mà mình có tà kiến, mình vẫn đọa đọa với cái tà kiến, cái tâm nó vẫn còn quan trọng, nó còn quan trọng hơn cả cái hành động. Tà kiến thì vậy thì cũng cần phải có hành động thiện và có chánh kiến thì khi chết sinh lại cái cõi này. Những chúng sinh thường làm các việc ác như sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và có tà kiến thì khi chết phải tái sinh vào các cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và tu đà. Trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu và có tà kiến. Nhưng mà những có người người ta tạo những cái nghiệp này, suốt đời người ta làm những cái việc bất thiện, nhưng mà có thể là đến một đến cái sát cái thời điểm cận tử đấy họ lại khởi lên được cái chánh kiến, đôi khi họ vẫn được sinh về cõi này. Có thể là cái ác nghiệp của họ rất nhiều nhưng mà đến lúc cận tử cái tâm nó còn khởi lên một cái chánh kiến, nó vẫn sinh về cõi này. Còn nếu mà nó không khởi được lên cái chánh kiến thì họ sẽ đọa. Cũng vậy, có những người suốt đời làm việc thiện nhưng mà đến lúc chết, đến lúc cái tâm cận tử lại khởi lên một cái tà kiến, từ cái tà kiến đến mà đọa, từ cái tà kiến đến mà đọa và địa ngục. Nhưng bây giờ một người làm việc thiện rất là nhiều mà đến lúc chết thì nghĩ là ngày như ngày xưa mình tu mình đã chứng thánh rồi, chắc là bây giờ mình chết mình sẽ sinh về cõi cao lắm đấy. Chỉ cần nghĩ đến cái đấy thôi là rơi thẳng vào địa ngục luôn. Đấy là một cái tà kiến nó khởi lên trong cái tâm cận tử. Cho nên là nguy hiểm nhất là cái, một cái người mà tu mà tự xưng mình đã chứng đắc những cái pháp thượng nhân. Và cái nếu mà một cái người nào cứ tự cho mình đã chứng như vậy, ví dụ như là cái ông Yêu Lâu Tần Loa Ca Diếp, lúc nào cũng có nói ta là A-la-hán. Mặc dù Đức Phật đã thể hiện ra rất là nhiều những cái pháp thần thông, ông rất là khâm phục, nhưng mà mặc dù vị đấy thần thông quảng đại nhưng vị ấy không phải là A-la-hán như mình. Lúc nào mình cũng nói như thế. Nếu mà Đức Phật mà không độ được ông ấy thì ông ấy mặc dù ông sống ông rất là tốt, nhưng mà đến lúc chết ông vẫn từ cái ác kiến ấy ông vẫn đọa vào địa ngục. Ác kiến là địa ngục thật. Vì vậy cho nên là Đức Phật không cho những cái đệ tử của Đức Phật tuyên bố cái sự chứng đắc của mình. Tuyên bố sự chứng đắc của mình là người khác bắt trước và ông ấy tuyên bố chứng đắc, nhiều người cũng kinh cũng giảng quá. Thì giờ mình chẳng được, mình chẳng đắc đâu, mình cứ tuyên bố đi cho mọi người cung kính cung dàn mình. Thế là những người đấy sẽ đọa hết. Khi chết phải tái sinh vào các cõi khổ, đó là do ác kiến, tà kiến. Người nào tu chứng đắc thiền định, sắc giới thì sẽ sinh về các cõi Phạm Thiên, Phạm Trung Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại Phạm Thiên, Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên và Quang Âm Thiên, Thiểu Tịnh Thiên, Vô Lượng Tịnh Thiên, Viễn Tịnh Thiên, Quảng Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên và Ngũ Tịnh Cư Thiên. Thế là nó tùy theo những cái nghiệp, tạo cái nghiệp. Về cái cõi dục thì mình sinh về cõi dục, tạo những cái thiện nghiệp về sắc giới thì sinh về các cõi sắc giới. Có hai mươi cái cõi Phạm Thiên, Sơ Thiên thì có Phạm Trung Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên. Những người nào mà chứng đắc được Sơ Thiên thôi. Sơ thiền ở cái mức bậc thường, bậc trung và bậc thượng. Cái mức mà càng cao thì mình sinh về cái cõi cao. Mà cái mức thiền định của mình ở cái mức trung bình thì mình sinh về cõi trung bình. Cái mức thiền định của mình ở cái mức tầm thường thì mình sinh về cái cõi thường. Sơ thiền vậy, ở nhị thiền vậy, ở tam thiền vậy. Có ba cái mức độ này. Ở tứ thiền thì có Quảng Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên và Ngũ Tịnh Cư Thiên. Quảng Quả Thiên, Vô Tưởng Thiên là cái cõi chỉ có thân mà không có tâm. Ngũ Tịnh Cư Thiên là cái cõi mà chỉ có những bậc thánh A-la-hàm. Từ bậc thánh Bất Lai trở nên thì cái bậc thánh Bất Lai này, dù cái vị đấy có là một cái bậc thuần quán mà chứng được đến cái quả thánh Bất Lai, thì đến lúc chết tâm vị đó sẽ tự động nhập vào tứ thiền và sau đó vị đó sinh về cõi tự Tịnh Cư Thiên. Cho nên là cái cõi Tịnh Cư Thiên là cõi của tứ thiền. Dù một cái vị đó tu thiền định sau đó chứng đắc được tam quả Bất Lai
Mình sinh lên cõi định cư thiên hay là vị đó không có hành thiền định, thì đến lúc chết trong một cái sát na cận tử nó cũng tự động nó phát sinh ra thiền định. Vị đó sẽ nhập vào sơ nhị tam tứ thiền bất cứ một cái đề mục nào đó, sau đó vị đó sinh về cõi định cư thiên. Thế này những cái cõi sắc giới tu chứng thiền vô sắc thì sinh về cõi vô sắc giới, không vô biên thứ, sức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Có nhiều cõi để tái sinh như vậy. Nếu mình muốn sinh về cõi cao thượng thì tạo các nghiệp cao thượng, nếu mình muốn tạo ác nghiệp hạn điện thì phải sinh vào các cõi khổ đau hạn điện. Thế một cái người mà hiểu ra được cái vòng luân hồi, hiểu ra được các cái nhân mà nó sinh về các cái cõi đấy, thì mình có thể tạo những cái nghiệp nào này nó phù hợp, những cái nghiệp nào nó tương ứng. Đấy, rồi là mình sinh về các cõi đấy, mình chỉ cần mình có cái dính mắc cái cõi nào đấy, thì mình sẽ hay sinh về cái cõi đấy, cái nghiệp của mình nó tương ứng với cõi nào. Như một người giờ mình tạo rất nhiều cái thiện nghiệp, nhưng mà cái dính mắc của mình là dính mắc lại cõi người, chứ mình không dính mắc cái cõi thiên giới, thì cái người đấy sau đó sẽ sinh trở lại làm người. Nhưng mà cũng có người người ta tạo một chút thiện nghiệp, người ta cũng không có nhiều thiện nghiệp lắm, nhưng mà cái tâm của người ta lại hướng đến cõi thiên giới, người ta nhàm chán cõi người, người ta không thích, không ưa thích những cái vui thú ở cõi người, mà người ta lại ưa thích cái cõi thiên giới. Thì đến tâm cận tử người ta mà còn khởi lên cái tâm đấy thì người ta vẫn sinh về cõi thiên giới. Còn có những người mà sinh về các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới, một người có thể đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng mà trong tâm của cái vị đấy mình dính mắc với những cái thiền nào hay là hướng đến cái cõi phạm thiên nào mà mình ưa thích, thì lúc chết tâm của mình sẽ nhập vào cái tầng thiền đấy, hoặc là đến lúc mình chủ động mình nhập vào tầng thiền đấy cũng được. Người nào mà thích sinh về cõi tứ thiền thì chủ động nhập vào tứ thiền, mình giữ cái tâm thiền đấy đến cái phút cận tử mình sinh về cái cõi quảng quả thiên. Còn nếu là cái lúc cận tử mình nguyện là mình nguyện là sinh về làm một cái chúng sinh không có tâm, mình nhàm chán cái tâm này nó mệt mỏi quá, nó suy nghĩ năng sang đủ thứ chuyện, có gì sinh về một cái cõi mà không có tâm thì nó sinh về cái cõi vô tưởng, chỉ có một cái thân thôi, cái xác thân nó sống ở đấy hết 500 đại kiếp thì thôi, thì nó sinh xuống trường đại. Mà mình muốn, nếu mà một cái chúng sinh mà muốn là sinh về một cái cõi chỉ có tâm mà không có thân, thì cái chúng sinh đấy lại phải có cái tâm nhàm chán đối với thân, thì nó phải biết là cái thân này, có cái thân này thì có rất là nhiều cái bất an, cái khổ hạnh, trong là nóng thì phải chịu nóng, khi trời lạnh thì phải lạnh, khi mà đói thì phải chịu đói, khi mà no thì cũng khổ đói, khổ khác cũng khổ, nó có nhiều cái khổ về thân quá, vì đó khởi cái tâm nhàm chán đối với thân. Vì nó chứng đắc được cái thiền vô sắc giới rồi, vì nó đến lúc chết vì nó nguyện sinh về cái cõi không có thân thì nó sẽ sinh về cõi vô sắc giới, cái cõi đấy không có thân. Tại sao trong kinh Đức Phật không đề cập đến sự khởi đầu của dòng luân hồi? Sao trong kinh Đức Phật không có nói là chúng sinh là sinh luôn hồi từ cách đây mấy nghìn a tăng kỳ kiếp hay mấy trăm ngàn a tăng kỳ kiếp, hay là cái lúc đầu, cái khởi đầu của cái vòng luân hồi của chúng sinh là cái gì nó như thế nào? Trong kinh Đức Phật không có đề cập đến cái đầu mối, đến cái khởi đầu của cái dòng luân hồi. Bây giờ mình muốn đi truy tìm lại cái nguồn gốc của bất cứ một cái gì vậy, mình sẽ truy tìm đến có thể lổ bung cái đầu ra mà không thể tìm được. Giờ mình nhìn một bông hoa mình đi chi tìm nó, bông hoa nó phải có cái hạt của nó. Xong rồi này mình đi chi tìm về cái cây cha của nó, đời ông nó, rồi đời cụ của nó, một đời, 10 đời, 100 đời, ngàn đời về trước, nó là cái gì. Mình cứ đi truy tìm cái nguồn gốc của nó và mình sẽ không bao giờ truy tìm được. Cũng như vậy bây giờ một cái người lúc mà Đức Phật còn tại thế vậy, có nhiều người đã từng hỏi tại sao Đức Phật không nói về cái sự khởi đầu của thế giới, thế giới có tồn tại hay không tồn tại, thế giới có biên hay là vô biên, thế giới là thường hay vô thường. Thì Đức Phật đã lấy cái ví dụ này, bây giờ có một cái người bị trúng tên độc, sau đó
thì mọi người đến rút cái tên độc đấy ra thì cái người này bảo không, chớ có vụ tên độc, hãy đi tìm cho tôi cái nguồn gốc của cái mũi tên này, cái kẻ bắn tôi là ai, nó sinh ra trong giai cấp nào, bố mẹ nó như thế nào, ông bà nó như thế nào, nó thuộc cái dòng tộc nào, thuộc quốc gia nào, thuộc cái dân tộc nào, theo tôn giáo nào, rồi tìm hiểu cái mũi tên nữa, nó bắn tôi nó làm bằng cái gì, là bằng cái chất liệu gì, cái chất liệu đấy nó lấy từ đâu, nó làm như thế nào, rồi tìm hiểu các cái ai là cái người chế tạo ra cung tên này, ai là cái người đã tạo ra cái mũi tên này, để tìm hiểu đến nguồn gốc cha ông cụ, đến cái nguồn gốc của nó như thế nào. Thì bây giờ mọi người mà đi tìm hiểu cái cội nguồn của nó như vậy thì là cái người này có thể là chưa kịp tìm được cái nguồn gốc của cái mũi tên này thì người này đã chết rồi. Thì Đức Phật cũng nói như thế, nếu bây giờ mình đi tìm cái nguồn gốc của cái khởi đầu của cái sinh tử thì chưa thể tìm ra nguồn gốc thì chúng sinh đã chết hết rồi, không thể nào tìm ra được cái khởi đầu của vạn vật, khởi đầu của thế giới, khởi đầu của sinh tử. Vì vậy Đức Phật không có đề cập đến cái khởi đầu của cái dòng luân hồi, vì điều đó nó vượt ra khỏi cái sự suy luận, vượt ra khỏi cái sự nghĩ bàn của tất cả chúng sinh, nên Đức Phật không đề cập đến. Những cái gì mà chúng sinh không thể nào hiểu được thì Đức Phật không có nói, vì cái trí tuệ của chúng sinh nó có giới hạn, cho nó hiểu một cách vô hạn thì nó chỉ có loạn tâm nên nó chết. Cho nên là Đức Phật nói những cái pháp gì đủ để chúng sinh có thể hiểu được, không nói những cái pháp mà chúng sinh không thể hiểu được. Trong 31 cõi, cõi nào mà chúng ta chưa từng tái sinh đến? Trong 31 cõi có cái cõi nào mà mình chưa từng sinh đến không? Có địa ngục đã vào chưa? Rồi, ngã quỷ làm chưa? Súc sinh làm chưa? Rồi, người làm rồi nhé, đã từng làm chư thiên chưa? Rồi, đã từng làm phạm thiên chưa? Đã từng làm chúng sinh mà có thân mà không có tâm chưa? Từng làm chúng sinh mà có tâm mà không có thân chưa? Vậy là đã trải qua hết cả các cõi từ thấp đến cao rồi. Thế còn cái cõi nào mình chưa từng sinh đến không? Cõi nào là cái cõi mà chưa từng sinh đến? À, không phải, Niết Bàn không phải là cõi. Niết Bàn không phải là cái cõi chứ. Sẽ có những cái cõi mà mình chưa từng sinh đến. Cái cõi cao nhất mình cũng đã từng sinh đến rồi, cõi phi tưởng, phi tưởng xứ cho đến cõi địa ngục đã từng sinh đến rồi. Chỉ ngoại trừ có 5 cái cõi này là chưa bao giờ sinh đến này. Cõi tịnh cư thiên, ngũ tịnh cư thiên là chắc chắn chưa từng sinh đến. Bởi vì chỉ có những bậc thánh bất lai mới sinh về đó và cũng sẽ nhập niết bàn tại đó, không sinh trở lại nhân gian. Kể cả Đức Phật cũng chưa từng sinh về cái cõi này, cái cõi tịnh cư thiên này. Ngay cả Đức Phật thì khi Ngài thành Phật thì Ngài có thể bay đến cái cõi này được, Ngài có thể dùng thần thông để đi đến cái cõi này. Nhưng mà cái lúc mà Ngài còn đang ở trong sinh tử, Ngài chưa bao giờ tái sinh về đây. Vì khi mà Ngài chứng đạo quả thì Ngài chứng đạo quả vô thượng chánh đẳng giác luôn. Nên là cái cõi ngũ tịnh cư thiên là cái cõi chắc chắn là chưa